À, các bạn ơi, cậu nhỏ này là phải có cốt đất, một hết một mảnh đất thì cậu nhỏ này mới được ăn một bát cơm. Con tạc con cho tên gì con? Hà Đức Duy. Hà Đức Duy học lớp mấy rồi? Lớp 4 hả? Ừ. Con đào lỗ làm chi? Cút hết đống đất luôn chứ đào có lỗ vậy? Hả? Mình đào hết đống đất luôn á nha. Đào hết nguyên mảnh đất này nè. Mới được có một chút à. Đây là mẹ của bé. Em chơi vậy? À, đào lên phần trong nè túi ơi. Ừ. Anh đào bên đây nữa nè. Đây nữa nè. Ừ đây nữa. Ừ đúng rồi, đào đi. Tại những cái đào đó nó dễ đào hơn á. Ừ. Còn sức không? Hết sức chưa? Giỏi chưa? Cậu bé đã bắt đầu thấy mệt rồi. Này giấy tờ chị cho chị cốt nha. Lấy nè. Được không?
đi sao thanh niên trai tráng khỏe đó bộ. Ôi, cứ bà tối ngủ với mình. Tôi cút 10 cái đi, cái tôi bắt, cái tôi cút 10 cái nha. 10 cái hả con? Rồi, để tôi cút cho 10 cái này đi nha. Bắt tôi cố con đào đất lên. Rồi, được rồi. Hả? Chưa đâu. Rồi. Chịp gì đó. Làm cái dòng túi nè. Dòng túi. Làm hết mới được ăn cơm nha. Cứ cuối bài bằng cỏ chi còn hơn đây. Sáng làm cũng thủ quá, đi. Em làm mấy con cỏ xong coi. Đâu rồi. Thôi, có từ vô nghỉ đi. Mình sẽ quay hết cái nhà luôn nha. Mình đi phỏng vấn nha. Chào mở. Con về hồi hôm qua. Bơm nước vô túi, túi trên mì nó cũng đổi túi lắm. Chứ em chỉ ngày cũng nhật thôi chứ em có ngày nào. Ờ, anh cứ để đi. Rảnh quá ha. Từ từ. Này coi đây, đây chim cho mọi người. Đây chim.